Rồi Ngũ Nguyễn em xin chào anh chị các bạn cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngũ Nguyễn nha. Hiện tại hôm nay Ngũ Nguyễn sẽ cập nhật cửa hàng xe máy Phương Nam cho anh chị ha. Cập nhật giá tại cửa hàng xe máy Phương Nam với địa chỉ là 718 khu phố Bình Phú, phường Bình Chưởng, Thuận An, Bình Dương. Nói chung là cửa hàng này cũng rất quen thuộc với anh chị các bạn cô chú rồi. Bây giờ mời anh chị các bạn cô chú mình vào trong gặp anh Chiến thôi, vẫn là quen thuộc như mọi hôm. Để cập nhật báo giá nha. Chào anh Chiến nha. Chào anh và tất cả các bạn chị ha. Dạ chào anh. Hôm nay thì cửa hàng xe máy Phương Nam em lại giới thiệu tới cho tất cả các bạn chị về các dòng xe tại cửa hàng xe máy em nhé. Dạ. Như mô tô nè và xe thể thao tay ga rồi nha các bạn chị nhé. Nói chung là cũng rất là nhiều thể loại lắm. Anh chị mình cứ theo dõi video lựa chọn con xe ý của mình rồi liên hệ với cửa hàng nha anh chị. Anh hướng dẫn lại giùm em về cái địa chỉ cũng như là cái cách thức trả góp rồi đi anh. Dạ, địa chỉ của cửa hàng xe máy Phương Nam em là nằm số 14 đường Thủ Khoa Hưng, phường Bình Chưởng, Thuận An, Bình Dương nha các anh chị. Dạ. Đó là nằm gần ngay ngã tư Bình Chưởng luôn. Đó, còn cửa hàng em thì vẫn hỗ trợ trả góp cho tất cả các bạn chị ha. Đó là dạ. Nó qua ngân hàng và qua cửa hàng nha các bạn chị. Dạ. Qua ngân hàng thì các bạn chị cần chứng minh là 1, hộ khẩu là 2. Đó và thêm thẻ bảo hiểm y tế của công ty hoặc là sau kê bán lương nữa thì càng tốt nha các bạn chị nha. Dạ. Rồi ok anh, còn nếu như mà anh chị mình mua xe từ xa thì có vận chuyển được không anh? Dạ có, cửa hàng em thì vẫn hỗ trợ ship xe cho tất cả các bạn chị ha. Rồi. Các bạn chị miễn dọc từ Nam vào Bắc, từ Bắc vào Nam là cửa hàng em có thể ship xe cho các bạn chị được nha. Dạ rồi, còn bây giờ anh em mình cập nhật từ nhà có xe nào đầu tiên nha. Từ cái hàng này qua luôn đi. Hàng này luôn đúng không? Dạ. Có con xe này, con AB này mình bán rồi hay là chưa vậy anh? Dạ con AB này của khách người ta gửi. À của khách gửi vậy dạ. Cho qua ha. Đây là chiếc Exeter 150 nha anh chị các bạn. 150. Con này nó màu trắng nha. Mới. Con này thì nó có vô một số như đèn trả sáng luôn nè các bạn chị. Dạ. Đó. Hết bình. Ở đây nè. Có đèn trả sáng nữa ha. Nó gắn đâu ta? Rồi nó gắn ở dưới. Đó, nó gắn hai cái bi cầu ở dưới anh em ha. Con này giá bên mình bây giờ để là cho giá của mình là để các bạn chị là 28 triệu nha. 28 triệu. Là xe đồ này kia khác nọ là nguyên zin hết. Máy móc 28 nha anh chị. Dạ. Yeah. Còn đây là một con Future đèn LED bánh mâm và thắng đĩa luôn. Future đèn LED. Con này là màu xanh, là màu mắc nhất trong các loại màu của Future nha các bạn chị nha. Dạ. Yeah. Biển số là 60H5 nha. Dạ. Yeah. Đăng ký 2019, xe rất là mới, mới chạy có 4.000 mấy cây thôi. Dạ, yeah. Giá thì giảm cho các bạn chị là còn 31 triệu nha. Giá là còn 31 triệu đồng nha anh chị các bạn ha. 31 triệu cho con Future. Còn đây là xe Toyota 135. Con này thì nhờ anh đọc giùm em cái biển số để khách biết ở đâu đi anh. Rồi, 135 này biển số là 65NG1 Cần Thơ ha. Đăng ký 2013, xe thì chức năng đầy đủ nha anh chị. Máy móc đồ dàn chân đồ là nguyên zin hết nha. Yeah. Dán keo nguyên con. Giá con này thì giảm cho các bạn chị là còn 20 triệu nha. 20 triệu. Ở sau còn dán keo hả anh? Dạ sau còn dán keo. Ở sau với hai cánh bẩn mình thấy là còn nè anh chị không? Còn đúng không? Bên cánh bẩn này vẫn còn nè. Rồi đây nè. Rồi ok ha, đó. Giá bao nhiêu chứ anh? Con này giảm cho bạn chị là còn 20 nha. Còn 20 triệu. Rồi còn bên đây chiếc Future tiếp theo nè anh. Future, Future này là đời 2013 nha chị, xài bình xăng cơ nha. Dạ. Nó giá là 15 triệu thôi, biển số thành phố 59T1. Máy móc thì bao em cho mình nha. Còn bình xăng con anh chị nha. Rồi 15 triệu mấy đó. Còn đây là con Taurus của Yamaha, xe này chạy cũng ngon lắm nè. Yamaha tiền ít thịt nhiều đây các bạn chị. Đây. Tại vì các bạn chị mua máy quay mới Trung Quốc rồi 5 triệu 4 5 triệu rồi. Các bạn chị thêm triệu mấy nó lấy con này đi thì chắc cứu nó bền hơn nha. Dạ. Yeah. Con này thì để cho bạn chị là 6 triệu rưỡi thôi. 6 triệu 500 ngàn ha. Máy móc thì bao em khỏi chê luôn, dàn chân rồi còn cứng cáp rất là đẹp. Dạ, yeah. 6 triệu rưỡi nha anh chị các bạn ơi. Biển số là 61X1 luôn nha các bạn chị. Dạ. Yeah. Còn đây là con Kimco 50 ha anh. Dạ, con này là Kimco 50, biển số là 63AH, đăng ký 2018. Rồi. Giá thì đang giảm mạnh cho các bạn chị luôn là còn 13 triệu nha. Kimco 50 giá còn 13 triệu đồng nha anh chị. Nhanh tay lẻ chân thì em giúp bớt thêm cho một chút xíu lọc nữa. Dạ, còn đây con mô tô gì anh? Con này là con Win dọn cà phê nha các bạn chị. Win dọn cà phê. Đó. Xe thì đây. Máy móc bao em cho mình. Cặp vỏ thì còn rất là ngon luôn, ga mãn cầu. Ga mãn cầu. Biển số là 27T1. Giá con này thì cũng đang giảm cho các bạn luôn. Ga này đường cát, đường đá đã nè. 14 triệu mà giảm 4 luôn còn có 10 triệu thôi. Còn 10 triệu đồng các bạn chị. 10 triệu. Rồi dạ, đây anh, con này con gì đây? Máy đứng nè. Con này là con CB50. Ừ. Máy đứng luôn anh chị ơi. Rồi, giá bao nhiêu anh?
Dạ, con này thì đang giảm cho các bạn chị là còn 18 triệu nha. 18 triệu CB50 ha. 18 số là 48 AE. Cái bộ dắt ở trên đã không? Bộ độ mà dắt lên. Đó. Con xe này là máy móc là bao quên cho mình nha anh chị nha. Nha. CB50 máy đứng thì giờ kiếm cũng hiếm lắm. Rồi, còn đây là con Honda 67 ha. Dạ, Honda 67. Con này thì lên đi trước đi sau. Nó lên đầu lòng lớn luôn. Yeah. Máy móc thì khỏi chê, bao em cho mình. Biển số là 61 luôn nha anh chị. Bình Dương luôn ha. Con này giảm cho các bạn anh chị là còn 15 triệu nha. Còn 15 triệu. Rồi giờ anh em mình qua đây. Có mấy con xe bên ngoài này sao đây anh? Dạ, xe bên ngoài toàn là xe mới về không à. Dạ. Yeah. Con Phoenix thì giá nhiêu đây? Con Phoenix thì giá mình để bao nhiêu đây? Phoenix này có gì các bạn chị xem thì ưng thì cứ liên hệ qua Zalo cửa hàng giùm em nhé. Yeah. Xe mới về em cũng chưa cập nhật giá được cho các bạn chị. Dạ. Yeah. Rồi. Qua đây con GZ cũng vậy luôn hả anh? Dạ đúng rồi, GZ này về mới gửi gái. Xe là như mới luôn nha các bạn chị. Đẹp quá trời. Đã tươi. Rồi. 968 cây. Trời ơi, chưa được 1000 cây nữa. Thôi thì các anh nào mua thì liên hệ bên cửa hàng nha các anh ơi. Các anh chị nhìn km và cái mức độ vỏ của nó là các bạn chị cũng biết rồi ha. Dạ. Yeah. Mới tin nè. Ưng thì liên hệ bên cửa hàng. Vết lỗi. Để có giá chính xác nhất nha anh chị. Rồi mình vô trong đi anh. Rồi, con quay A này đời đăng ký 2019 nha các bạn chị nha. Bọc keo luôn ha. Dạ, còn bọc keo nguyên con. Dạ. Yeah. Giá bao nhiêu anh? Giá con này thì giảm cho các bạn chị là còn 15 triệu nha. 15 triệu nha anh chị. Quay A giá 15 triệu. Cho mời cặp kính cũng còn rin luôn. Và tiếp theo là một chiếc Novo 4. Novo này máy móc là còn rin nha anh chị. Giàn áo nước sơn vẫn còn liền lạc ha. Không chạy xước, ít chạy xước ha. Biển số Bình Dương 61D1. Con này thì để các bạn 9,5 triệu nha. 9.500.000 anh chị nha. Novo 4. Một chiếc Saab hay còn gọi là Saab Đài Loan. Ký 209 nha anh chị, 125 phân khối, nó xài bình sơn cơ. Đó. Giá này giảm cho các bạn chị là còn 9 triệu nha. 9 triệu cho chiếc Saab này nha các bạn anh chị. Biển số là 93B2. Rồi, bên đây là một chiếc Kimco ha anh. Kimco này 125 phân khối nha Kimco anh chị. Kimco 125. Xài là FI nha. Đăng ký 2013, biển số là 37H1. Giá con này thì giảm cho anh chị là còn 10 triệu nha. 10 triệu. Máy móc thì bao em cho mình luôn. Một chiếc Vespa. Vespa này, Vespa này ngày xưa thì mấy chục triệu một chiếc lận, 6-70 triệu. Yeah. Mà bây giờ là còn có 8 triệu cho các anh chị thôi nha. Vespa giá có 8 triệu đồng này anh chị thấy không? Đó, máy móc thì có bao em luôn. Yeah, Vespa mà bây giờ máy móc thì các bạn chị cũng biết nó rồi ha. Yeah. Rồi bên đây anh, con này con Saab luôn. Con này là cũng là con Saab. Yeah. Saab này là cũng để cho các bạn chị là 9 triệu nha. Saab này với giá là 9 triệu nha anh chị. Đó, đăng ký 209. 125 phân khối, biển số là 55X7 nha các bạn chị nha. Rồi ok anh, xe giá là 9 triệu đồng. Bao em. Dạ, yeah. Rồi mình qua đây. Tiếp tục vào trong nha anh chị ha. Bên trong cũng còn nhiều nè. Có mô tô rồi bên trong nữa, nhưng mà mình quay bên đây trước đi. Vespa GTX Vespa Nam. Vespa mẫu Nam. Màu đỏ nhám nha các bạn chị. Xe yeah. thì cũng ít chạy xước ha. To lắm có anh chị, mình nhìn thực tế ngoài to chạy lắm. Chạy theo 5 tháng thì có nè. Dạ. Yeah. Đó. Nhưng mà chạy theo 5 tháng thì không đáng kể nha các bạn chị. Này anh chị nên nhìn ngoài đi, nó to lắm. Giá con này bao nhiêu anh? Giá con này lúc trước là 33 triệu, nay giảm mạnh cho các anh chị luôn là còn 29 triệu nha. 33 giảm còn 29, giảm đi 4 triệu rồi ha. Rồi bên đây một chiếc Vespa màu vàng đường vuông anh. Vespa màu vàng này nó lên mẫu 2021 luôn nha các anh chị nha. Wow. Đó, có ABS, FP, máy móc là bao zin cho mình. Yeah. Con này là 56 giảm 1 là còn 55 nha các anh chị. 56 giảm 1 còn lại 55 nha. Còn chiếc nợ biết anh, 125 hay 55 đây? Con này 155 phân khối. 155. Xài quá thông minh nha. Biển số là 71C1. Rồi. Con này 27 giảm 2 là còn 25 triệu nha các bạn chị. Và dàn áo cũng đang là bọc keo trùm các bạn nha. Đó, nó bọc keo trùm nguyên con. Mình không thích màu này, giờ mình lọc ra thì màu rin bên trong còn anh chị ha. Rồi. Một chiếc Vario 125 màu trắng. Đó, biển số là 60N1 nha các bạn chị, đăng ký 2019 luôn. Xe thì bọc keo nguyên một con, không vết xước, không vết chày nha. Hai chìa khóa vẫn còn. Xe chạy mới có 2000 mấy cây thôi các bạn. Rồi, giá mình để bao nhiêu anh? Giá này để cho các bạn chị là 39 triệu nha. 39 triệu, Bayon 125 anh chị ha, 39 triệu. Rồi, bên đây một chiếc Nvis 155 ABS, xài khóa thông minh. Rồi. Đó, biển số là 49H1. Máy móc thì bao em cho mình. Con này giảm cho các bạn chị cũng còn là 26 triệu nha. 26 triệu.
ABS khóa xe máy cây anh chị ha. Rồi bên đây một chiếc sáp nữa phải không anh? Dạ, sáp sáp này thì nó sẽ cao hơn hai cái chiếc sáp rồi đầu ngoài đầu nãy em giới thiệu cho các bạn. Cái này nhìn sơ nó cũng thấy nó mướt nó đẹp hơn mà. Đó, tại vì nó là xài nhất là Tenvo là một, thứ hai là FI nha. Và có bay luôn. Thứ ba nữa là đĩa trước đĩa sau có hết. Rồi hai đĩa ha. Đĩa trước đĩa sau nó là nguyên zin hết nha các bạn chị, không phải độ chế nha. Dạ. Đó, giá thì con này giảm cho các bạn chị là còn 17 triệu nha. 17 triệu FI anh chị. Rồi mình qua đây ha, còn đó giá 17 triệu có bi. Mình qua đây chiếc Rider đăng ký 2017, biển số là 67D1. Đó sẽ là nguyên zin hết luôn nha các bạn. Đây anh chị, đăng ký đời 2017 ha. Dạ. Giá hiện tại là bao nhiêu vậy anh? Giá con này thì đang giảm cho các bạn chị là còn 35 triệu nha. Rồi còn 35 triệu cho chiếc Rider. Em ru ha, con bà cải luôn. Rồi còn bên đây là một chiếc Rebel 50 phải không anh? Rebel 110 110 chứ quên 110 110 đơn giản đây, còn 50 mới là của Honda, em nhầm 63H2. Yeah. Rebel 110 này đang giảm cho các bạn chị là còn 21 triệu nha. 21 triệu nha anh chị ha. Em kiểu dáng thì đọc nha, đẹp. Đây, rồi tiếp một theo chiếc đây custom 2 bô 2 máy. Yeah. Đó, xuống ghi đông và yên nha các bạn chị. Đây. Đó, con này thì giảm cho các bạn chị là 32.5. 32.5 thì còn có 28 ha. 27 triệu à. À đúng rồi, 27. Đó, 27 anh chị ha. Một chiếc Husky 125. Đây là Husky 125 của FYM nha các bạn chị. Đăng ký 2018 luôn, biển số là 60C1. Dạ. Con này lúc trước em cũng để là 30 triệu mà hôm nay em giảm 4 triệu cho các bạn chị luôn. Dạ. Yeah. 30 giảm 4 là còn 26. 26 tại xe yeah. Nay cửa hàng em về rất nhiều nên em giảm xả cũng rất là mạnh luôn cho các bạn chị lựa rồi. Chọn ha. Còn 26 anh chị ha, còn đây cũng là chiếc này IB 125 đúng không anh? Dạ đúng rồi, IB 125 của Yamaha, biển số là 60C1. Đăng ký 2018. Con này thì nó chỉ có like là một là cái bo, hai là cái ghi đông thôi nha các bạn chị. Còn yeah. Ngoài ra là nguyên zin nha. Rồi, ok anh. Giá mình để bao nhiêu vậy? 37.5, con này còn có 32 triệu thôi nha các bạn chị nha. 32 triệu. Rồi. Một chiếc GD 110, con này màu đỏ nha. GD 110 là máy móc thì nguyên zin. Đó. Dàn chân rồi nói chung là vẫn còn đẹp nha các bạn chị. Biển số là 83B3. Đăng ký 2018. Giá con này thì 25 triệu mà giảm hai là còn 23 nha các bạn chị. 25 giảm các bạn chị 2 còn 23 tay. Lại chân em giảm thêm cho 1 triệu nữa là còn 22 nha. Rồi tuyệt vời luôn. Còn bên đây anh con này. Bên đây là con FYM 125 phân khối dọn cà phê. Rồi. Đó, xe thì rất là đẹp, máy móc thì khỏi chê luôn, tiếng bô nổ cũng rất là hay. Giá bao nhiêu anh? Giá con này thì 29 mà giảm 4 là còn có 25 triệu thôi nha các bạn chị. 29 giảm 4 triệu còn 25 nha. Đó. Chân cẳng giò cẳng của nó nè anh chị, máy móc nè ha. Qua đây là một cái chiếc Master này là đăng ký 209 nha các bạn chị nha, biển số là 72 giờ hai máy móc thì bao em cho mình nha. Yeah. Ừ, nói chung là con xe này vẫn còn được nha các bạn chị. Yeah. Con này rồi. Đang giảm cho các bạn chị là còn 23 triệu. 23 triệu anh chị. Nhanh tay lẹ chân em giảm thêm cho một chút xíu lọc nữa nha. Rồi đây là chiếc gì của Honda đây anh? Moto gì của Honda đây? Fortuner của thằng Honda. Nó đăng ký 2011. Rồi. Con này là đĩa trước là đĩa zin, còn đĩa sau là đĩa độ là nha anh chị. Ừ. Lên đĩa sau nhá. Máy móc thì khỏi chê luôn. Có đĩa sau nè anh chị ha. 125 phân khối, biển số là 61G1. Giá con này thì đang giảm cho các bạn anh chị là còn 25 ha. 25 triệu. Giảm 3 là còn 25 triệu. Rồi, 25 triệu đồng anh chị nha. 25. Còn đây anh, con này mình kêu con gì đây? Con này cũng là của Honda luôn mà em không biết gọi nó là gì. Dạ. Yeah. Đó. Đăng ký 214 nha các bạn anh chị nha. Rồi, đăng ký 214. Thì bao em. Dạ. Kibo luôn. Hai hộp bánh có hai thùng hai bên nha, nhưng mà nó là hai hộp bánh ăn xong làm hai cái thùng. Hai cái thùng cũng độc lắm anh chị ơi. Đó, hai cái thùng bánh đó nha. Ông chú chạy xe này cũng rất là chịu chế nha. Cũng đỉnh á. Rồi. Giá nhiêu với anh báo lại lần nữa ha. Rồi, giá con này cũng là 28 giảm 4 là còn 24 triệu cho bạn chị ha. 24 triệu. Rồi giờ anh em mình qua đây ha. Số 7 trong đó coi. Đây. Quay từ đây luôn hả không anh? Dạ, Custom. Đây là Custom.
Cúp tôm này cũng là hai bô hai máy nha các bạn chị nha. Rồi. Biển số thành phố luôn, 59 F1. Giá con này thì đang giảm cho các bạn chị là còn 31 triệu nha. 31 triệu dạ. Chiếc cúp tôm hai bô hai máy. Bao em chức năng thì đầy đủ. Ly phân 125 250 đi anh. 125 à. 125 thôi ha, mà nó ngầu quá to quá. Ký 208, biển số là 48 B1. Rồi. Máy móc thì bao em cho mình luôn. Một máy ra hai bô nha. Dạ. Đó, vỏ trước, vỏ sau chức năng thì đầy đủ luôn. Rồi. Giá còn. Con này giảm cho anh chị là còn 22 triệu nha. 22 triệu. Còn bên đây anh, con gì đây? Beo hả? Cũng là cúp tôm luôn các bạn chị. Cúp tôm. 125, hai bô hai máy luôn. Cúp tôm. Biển số là 47C1 nha. Dạ. Đăng ký là 2010. Đó, giá con này là 32.2 còn 30. 32, các bạn chị nhanh tay em giảm thêm cho 2 triệu con này nữa. Rồi ok anh. Còn 28. Còn con cúp tôm bên đây anh. Cúp tôm bên đây thì nó là 30 triệu nha các bạn chị. Dạ 30 triệu. Với 32 giảm đã giảm 3 rồi là còn 29. Còn 29 thôi. 29 mà nay các bạn nào nhanh tay vô lễ chân giảm thêm cho 2 triệu nữa. Trời ơi. Còn 27 triệu. Còn 27 triệu. Các anh thì đã thấp rồi thì mình cứ liên hệ cửa hàng đi được cái giá tốt nhất nha. Một chiếc GZ125 của Suzuki. GZ này là 125, xài bình xăng cơ nha các bạn chị nha. Yeah. Số thành phố 59X4. Con này thì đang giảm cho các bạn chị là còn 30.2 là còn 28. 30.2 còn 28 anh chị nha. Đó, nhanh tay lại chân nữa thì em giảm thêm cho 1 triệu con này nữa nha. Còn 27 luôn. Dạ. Rồi còn con cào cào anh. Cào cào Yongsun Hàn Quốc này. Các bạn đi đường gồ ghề đường ấy đồ rất là sướng nha. Biển thành phố 59F1 150 phân khối. Nó đăng ký 205 nha. Rồi. Máy móc thì khỏi chê luôn, bao em cho mình. Đây cái máy của nó con này là 28 triệu lúc trước. Em giảm 4 là còn 24. 28. Đây em giảm thêm cho 1 triệu nữa nha. Còn 23 phải không anh? 23 triệu. Còn 23 triệu. Còn đây chiếc mô tô gì đây? Con này là con Ly Phân dọn cà phê. Ly Phân dọn cà phê. Đó, đăng ký 2013. Cái quả đèn này to quá trời. 21. To lắm anh chị ơi. H1 nha các bạn chị. Rồi. Con này lúc trước nó là 22 triệu em đã giảm 4 rồi, là còn có 18 thôi. 18. Mà đây em giảm thêm xả thêm cho các bạn chị 2 triệu nữa. Còn 16 phải không anh? Còn 16 triệu. Rồi con này còn 16 triệu anh chị ha. Rồi con đây con là Su GN nha anh chị. Su GN. GN 125 dọn cà phê nha. Rồi đây, Su GN dọn cà phê. Xe này thì cặp vỏ nó còn rất là ngon ha. May ha. Rồi trước rồi sau. Dạ. Máy móc khỏi chê luôn. Chức năng thì rồi. Đầy đủ. Đó. Rồi giá bao nhiêu nha? Giá con này thì 22 triệu. Giảm 2 cho các bạn chị là còn 20 nha. Còn 20. Rồi cái hàng bên dưới mình xuống luôn ha. Dạ. Đây một chiếc Phoenix. Phoenix 125 đăng ký 2016. 125 thôi nhưng mà nhìn nó to nó bự lắm nha. Rất là hầm hố luôn nha các bạn chị nha. Luôn. Giá con nó thì đang giảm cho các bạn chị là còn 32 triệu nha. 32 triệu. Rồi ok anh, Phoenix 125 nha các bạn. Rồi ở trong rồi có một cặp Boss City KBR. KBR 125 phân khối. Hai xe. Một cặp này để đồng giá cho các bạn chị là còn 26 triệu nha. Rồi còn 26 nha các anh ơi. 26 mà các bạn chị nào nhanh tay thì giảm thêm cho 1 triệu nữa nha. Dạ là còn mỗi em là 25 triệu. Còn 25 triệu ha. Rồi. Còn con GBX này anh. GBX Demon. Dạ. Này 150 phân khối, xe thì từ trên xuống dưới là nguyên zin nha. Dạ. Chỉ có đi capo thôi nha các bạn chị nha. Rồi. Biển số là 68M1. Con này lúc trước là 39 triệu em giảm 2 là còn 37. 37. 37 thì nay em giảm thêm 1 triệu cho các anh 36. Chị nữa, là còn 36 ha. Rồi ok anh. Đây một con GSR. GSX bản G này là nay em xả rất là mạnh luôn nha các bạn chị. Yeah. Con đầu tiên biển số là 68N1 đăng ký 2018. Lúc trước em để 47 triệu, yeah. Giảm 2 là còn 45. Yeah. Xong em giảm tiếp 2 nữa là còn có 43 thôi. Yeah. Mà nay nhanh tay lẹ chân em giảm thêm cho 2 triệu nữa. Wow. Là còn 41 triệu. Còn 41 triệu. Dạ. Cho con GTSR. Đây cũng GTSR luôn. Đây thì đăng ký 27. Body. Con này thì nó vô một cái đầu rất là đẹp nha anh chị. Đầu đèn ha. Và ba đĩa luôn. Sao nữa nha. Vậy không to giống rừng 15 ghê không. Bình xăng nữa. Dạ thùng xăng đó. Ba đĩa. Hai đĩa trước với đĩa sau luôn anh chị.
mà biển số là Bình Dương luôn nha các bạn chị nha. 61E1. Đấy, rồi. Con này thì máy móc thì ba cây bô rồi là bao zin cho các bạn ha. Dạ. Đó, con này lúc trước là 49 giảm 5 là còn 44. Nay giảm thêm cho 1 triệu nữa là còn 43 nha các bạn còn chị. 43. Rồi ok anh. Còn đây con gà tiếp này anh. Cũng là gà tiếp luôn. Con rồi. Này thì đăng ký 2018. Biển số là 83X1. Lúc trước là 44 triệu, em giảm 2 là còn 42. Dạ. Yeah. Nay em giảm thêm 2 triệu cho các bạn chị nữa ha. Rồi. Và còn có 44.2 là còn 42, 42 giảm thêm 2 nữa còn có 40 thôi. Rồi, còn 40 triệu. Còn đây là con CBR. CBR. CBR này là Honda nhập Thái nha anh chị, 150 phân khối nhá. 150. Con này biển số nó cũng đẹp nè, 18K1233939. Số Nam Định ha. Rồi, giá bao nhiêu anh? Giá con này lúc trước em là 45, em giảm 2 là còn 43 nha. 45 giảm 2 còn 43. Mà các bạn anh chị nào nhanh tay lại chân giảm thêm cho 2 triệu con này nữa, bán xả hết mấy dòng này nha anh chị. Chạy như còn 41 phải không anh? Dạ còn 41 triệu. Kế bên là một con GTX RR luôn anh chị, đang bầu keo trùm cả xe màu trắng xanh, đăng ký 2017 luôn nha. Rồi. Máy móc thì nguyên zin, chỉ đi cây bô thôi. Dạ. Yeah. Con này thì lúc trước là 49 triệu giảm 4 là còn 45, nay giảm thêm 2 triệu cho các bạn anh chị nữa ha. Dạ. Yeah. Nó là còn có 43 triệu thôi. Rồi ok. Đó, mấy cái dòng này cửa hàng em hiện tại bây giờ xả nó rất là mạnh, rất là nhiều luôn. Dạ. Yeah. Rồi anh em mình qua đây. Tay ga có nè, moto cũng có ở bên đây nè anh chị ha. Bên đây. Đầu tiên thì nhờ anh Chiến báo giùm em giá của chiếc BZ ha. Một cặp BZ này đều là 125 phân khối nha các bạn chị nha. Yeah. Màu vàng và màu đỏ. Một con màu đỏ biển số là 59N1. Đó, đăng ký 2012. Con này 25 giảm 1 là còn 24 triệu cho các bạn. Còn 24 triệu anh chị. Còn con vàng để đồng giá cho các bạn chị luôn. Rồi đồng giá. Đó. Con màu này thì em có dọn mới dọn và sơn lại. Yeah. Đồng đó. Giá anh chị ha. Rồi đây là con AB màu AB, đen. AB bên đây là đăng ký 2019 nha các bạn chị. Rồi 2019. Con này đáng lẽ là nó xài khóa mắt cây ha. Mắt cây nhưng yeah. mà nữ đi. Nó không biết sử dụng á. Yeah. Ra hãng nó thay cho cái chìa khóa thường. Yeah. Đó. Con này là 33 giảm 1 cho các bạn anh chị ha, là còn 33 giảm 1 còn 32 ha. 32. Đó, biển số là 60 Đồng Nai luôn các bạn yeah. chị. Còn chiếc Vespa này anh. Vespa bên đây là 125. Yeah. Đó, FI phun xăng điện tử luôn, biển số là 60B8. Đăng ký 2013, giá lúc trước của em là giảm cho các bạn chị là còn 17 ha. 17 triệu. 17 mà hôm nay thì em giảm thêm cho 3 triệu nữa. Là còn có 14 triệu thôi nha. Dạ 14 triệu thôi anh chị, chiếc Vespa. Nhanh tay. Chiếc Vision này anh. Nhanh tay lại chân giảm thêm cho 1 triệu nữa nha các anh chị. Dạ. Vision này đăng ký đời đầu 2012. 2012. Đó. Để cho anh chị là 14 triệu nha. 14 triệu đồng đó. Luôn. Đây là Novo 4. Novo 4 này thì cũng để cho các anh chị là 8 triệu rưỡi nha. 8 triệu rưỡi anh chị. Biển số là 71C3. Đăng ký 2010, 135 phân khối nha anh chị. Rồi ok anh. Chiếc này chiếc Mio Ultimo phải không anh? Đó, chiếc Mio Ultimo với chiếc Mio bên đây nữa. Để đồng giá cho các bạn anh chị là 6 triệu nha. Rồi chiếc Mio là đọc ha. Hai con thì máy móc bao em hết cho mình. Đồng giá là 7 triệu ha anh? Dạ 6 triệu. À 6 triệu. Rồi ok ha. Hai con đọc bên đây cũng là đời 2012 luôn. Vision đen nhám. Tương lại ha. Vision này cũng nói chung là máy móc cũng còn rất là ngon nha anh chị. Yeah. Hết bình. Đó, để đồng giá, giá cho bạn chị luôn cùng Vision bên kia là 14 triệu nha. 14 triệu luôn anh chị. Một chiếc mô tô, con này mình kêu bằng GN luôn phải không anh? Dạ đúng rồi, nó là SUV GN250. 250 phân khối. Một máy GN. Mà ra 2 bô nha các bạn chị. Dạ. SUV GN250 máy móc thì cũng ok. Ngầu lắm nha. Đi dáng rất là đẹp luôn anh chị. Biển yeah. số là 43 Đà Nẵng. Rồi giá nhiêu anh? Biển số nó cũng đẹp nữa các bạn anh chị, 00100. Dạ yeah. Giá này 42 triệu giảm 3 cho các bạn anh chị ha. Là còn có 39. Dạ yeah, 39 triệu. 39 mà dạ các bạn anh chị nào nhanh tay là chân giảm thêm 1 nữa. Là còn, có 38 triệu thôi. Rồi 38. Rồi anh Chiến vô đây ha. Ở trong đây là một cặp 67. Rồi bên dưới nữa nè anh. Hai con bên dưới này em đang chỉnh sửa, có gì báo giá sau cho rồi, các bạn chị. Ok, con 67 này sao đây? Cặp 67 này để đồng giá cho các bạn chị mỗi con 12 triệu nha.
hai con, mỗi chiếc là 12 triệu đồng hết nè anh chị nha. Thích con nào lấy con đó ha, cứ là 12 đẹp triệu có, chiếc. Đẹp có, xấu có, đồng giá cho anh chị luôn. Rồi, đây chiếc Su N. N. Yeah. FI phun xăng điện tử nha các bạn anh chị. Yeah. Máy móc bao em. Giá con này thì em cũng xe này thì em cũng quay tới video giới thiệu nhiều cho các bạn anh chị rồi. Yeah. Trong đây thì em cũng báo giá sơ qua để cho các bạn anh chị xem tham khảo ha. Yeah. Các bạn anh chị nào muốn chi tiết hình ảnh cụ thể con xe thì cứ liên hệ qua số Zalo cửa hàng giùm em nhé. Yeah. Rồi, biển số là 61 G1, đăng ký 2013, 32.2 cho các bạn chị là còn 28 ha. Hôm nay giảm dần một nữa là còn 27 triệu cho các bạn chị. Rồi, ok anh. Bên đây một chiếc Exciter 150. Exciter 150, đăng ký 2014 đầu tiên luôn. Yeah. Đó. Con này biển số là 76 G1. Máy móc thì bao em bao zin cho mình nha. Yeah. Giá con này giảm cho các bạn chị là 22, còn 22 triệu ha. 22 triệu đồng. Nay nhanh tay lẹ chân thì giảm thêm cho một nữa là còn 21 thôi. Còn 21 triệu luôn. Rồi bên đây một chiếc Bentley 150. Bentley 150. 175. À 175 luôn đó anh. Rồi, to. Rồi biển số Bình Dương luôn nha các bạn chị. Dạ. Đó, 61D2 đăng ký 2017. 34 triệu. To lắm. Mà giảm 3 là còn 31. Rồi. Các bạn chị nào nhanh tay lại chân giảm thêm cho một nữa là còn 30 nha. 30 triệu. Đây là Bentley 150. Bentley 150 đủ màu luôn các bạn chị. Yeah. Trắng có, xanh có, đỏ có. Còn màu yeah. đỏ thì biển số Bình Dương nha, đăng ký 2017. Màu đỏ này thì để các bạn chị là 23 triệu ha. 23 giảm triệu. Một là còn 22. Dạ. Yeah. Còn màu xanh anh. Còn màu xanh này thì nguyên zin từ trên xuống dưới luôn. Yeah. Biển số là 74 G1, đăng ký 2018. Rồi. Con này là 30, giảm 3 triệu cho các anh chị là còn 27 nhá. Còn 27 triệu. Rồi con bên đây, biển số là 92, đăng ký 2016. Bentley 150 luôn nha anh chị. 27 triệu mà giảm 5 triệu cho các anh chị là còn 22 nha. Còn 22 triệu. Mà giảm thêm 1 nữa cho các anh chị. Còn 21 luôn. Còn 21. 150 phân khối đó anh chị ha, còn 21 triệu đồng cho chiếc motor Bentley dáng rất là ngầu. Còn đây là con N luôn anh. Su N. Là cũng đăng ký 2013 luôn anh chị. Yeah. FI, máy móc nguyên zin. Giá con này 30 giảm 2 cho các bạn chị là còn 28 ha. 28. 28 này giảm thêm 1 triệu cho các bạn chị nữa là còn 27 triệu. Dạ. Yeah. Rồi rút của con này còn 27 anh chị nha. 27 triệu đồng cho con này. Ở đây là có một cặp FZ. FZ 150. 150. Máy móc thì bao zin bao em. Dạ. Yeah. Một cặp này em để đồng giá cho các bạn chị là lúc trước em giảm là còn 30. 30. Nay em giảm thêm mỗi con 1 triệu nữa là còn có 29 triệu mỗi con nha các bạn chị. 29 triệu mỗi xe nha. Rồi ok anh. Còn đây là con GTX 150 nha. GTX 150. Xe là từ trên xuống dưới là nguyên zin. Yeah. Nó chỉ có decal bô và độ sơn cặp bánh mâm thôi các bạn chị. Đây. Decal bô nè. Rồi cặp bánh mâm này sơn màu xanh bơ ha, rất là đẹp luôn. Đó, còn ngoài ra là nguyên zin hết nha. Con máy con này được không anh? Đó. Nổ được không? Cho anh em nghe tiếng bồ thử coi. Rồi, bồ nghe gác không thì. Rồi ok anh. Giá anh báo rồi giá đúng không? Giá con này là 42 giảm 4 cho các bạn chị ha. 42 giảm 4. 38 thôi. 38 triệu. 38 mà giảm thêm cho 1 triệu nữa. Còn 37. Điện chế nhanh tay lẹ chân. Rồi còn 37 triệu nhá. Dạ. Yeah. Đó là tất cả những cái giá xe hôm nay tại bên cửa hàng xe máy Phương Nam anh em mình đã cập nhật gửi đến cho anh chị các bạn cô chú rồi. Mọi người thắc mắc thì các bạn gọi về cửa hàng để được tư vấn và cụ thể hơn. Trước khi kết thúc video anh nhắc lại địa chỉ cũng như là cách thức trả góp về cho mọi người đi anh. Dạ, rồi địa chỉ của cửa hàng em là số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha các bạn anh chị nha. Dạ. Cửa hàng em thì vẫn hỗ trợ trả góp cho các bạn anh chị đó là qua ngân hàng và qua cửa hàng. Dạ. Qua ngân hàng thì các bạn anh chị cần chứng minh hộ khẩu. Dạ. Và có thêm thẻ bảo hiểm y tế của công ty hoặc là sau kê bán lương nữa là càng tốt nha các bạn anh chị. Dạ. Đó, cửa hàng em thì vẫn ship xe toàn quốc cho tất cả các bạn anh chị nào ở xa. Đó. Và vẫn tặng 3 phần quà đó là nấu nhớ bảo hiểm xe máy 1 năm nhé. Dạ. Rồi ok anh, cũng như là cảm ơn các bạn chị đã theo dõi hết clip ngủ ngày hôm nay nha. Anh chị các bạn cô chú có muốn mua xe hay thắc mắc mua xe nào các bạn gọi về cửa hàng. Còn hôm nay thì anh em mình xin chào. Hẹn lại tất cả mọi người video lần sau nha. Chào anh chị các bạn.